khoảng tầm cơ 3 cho tới 4 năm là bắt đầu mới ra được mắt nha mọi người nhé. Đấy, nó sẽ mất một cái quãng thời gian rất là lâu như vậy thì nó mới ra được mắt. Đây, chúng ta sẽ có xin được kính chào tất cả quý ba anh chị. Thì ngày hôm nay em lại nhổ một ít sâm già. Cái lô sâm già này thì nói chung là vừa đẹp mà lại còn rất là già. Thì tiện đây thì em quay mấy cân cho mọi người xem. Cái mã này này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm cỡ to thì chắc là nó sẽ được khoảng tầm cỡ 13-14 củ hàng không lá. Còn nếu mà nhỏ nhỏ vừa vừa thì khoảng tầm 20 củ đấy. Đó, cái hàng này thì đây, như một cái củ trên tay em đây. Thì nếu nhìn qua thì rất nhiều quý cô bác anh chị đã theo dõi em ấy, thì mọi người sẽ thấy là sâm rất là già và đẹp. Đẹp ở cái chỗ là thứ nhất là cái độ già nó được trồng ở trên cái nền đất mùn ấy, thì nó đẹp ở cái chỗ là củ sâm nó sẽ được cái lâu năm và nó sẽ trông nó sẽ u cục, những cái u cục nhỏ nhỏ nó nổi lên này. Một cái củ sâm nó rất là cứng đó. Cái với bọn em thì trồng ra một cái củ sâm dài như này này thì thứ nhất là bán nó cũng dễ, thứ hai là nhìn nó cũng rất là thích mắt, trông thì nó rất là giống củ sâm rừng đó. Cái hàm lượng hoạt chất của nó thì không đạt được như cái củ sâm rừng, bởi vì củ sâm rừng thì nó ở trên rừng nó rất là lâu năm, nó không có thời gian chăm sóc. Nhưng với một cái củ sâm dài như này này thì nó cũng sẽ gần được bằng như vậy rồi, nó cũng sẽ được khoảng tầm cỡ, chia sẻ thật thì nó sẽ phải khoảng tầm 70-80%. Có những củ như cái củ trên tay em này có thể là được hơn đó. Ví dụ như một cái củ sâm rừng thì chúng ta sẽ có khoảng tầm cỡ 7,5-8,5% MR2 trong một cái củ sâm, thì như củ này nó sẽ đạt khoảng tầm cỡ 5,5-6% rồi. Đấy, nó rất là ok ở chỗ đây. Và cái lô sâm rừng cái lô sâm già này này thì nó lại không phải là củ sâm rừng trồng lại mà nó là củ sâm hạt trồng và được trồng từ những năm 2012-2013. Đấy, những cái thời điểm đấy là nó là hạt của sâm rừng và nó ra mắt đốt rất là đẹp. Và có những cái củ ấy thì nó sẽ có rễ ngọc như thế này. Đấy, cái hàng sâm này này thì nó chúng ta em mày cắt hết lá, bởi vì sao? Cái lô sâm già ấy thì thường thường là tầm này khi quả nó đã chín thì lá nó sẽ vàng, nó sẽ bắt đầu vàng và sẽ cắt hết lá. Bởi vì nếu chúng ta bây giờ để lá ấy, thì trong quá trình vận chuyển đi hay là gửi cho quý cô ba anh chị ấy, thì là nó sẽ bị héo úa, và như vậy ấy, thì mọi người sẽ bị thiệt về cái vấn đề lá héo úa. Bởi vì cái lá ấy, nó sẽ chiếm khoảng tầm cỡ 20%. Ví dụ chúng ta sẽ có một cân sâm, chúng ta khi mà cắt hết lá thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm cỡ 2 lạng rưỡi đó. Thì như vậy thì là mọi người sẽ bị thiệt thòi. Thì em cái lô sâm này này thì là em sẽ cắt hết lá và cắt rất sát, nó chỉ cách một tí cuống. Tại sao lại không cắt sát hẳn tận cuống này? Bởi vì là khi cắt sát tận cuống thì sợ là khi mà vận chuyển lên thì nó bị hấp nước ấy, thì nó sẽ bị thối bắt đầu và chúng ta phải cắt dài ra như thế này. Đấy, và trong quá trình vận chuyển có thể là đi nó sẽ rụng cái đầu này đi và nó sẽ không gây hỏng vào trong củ sâm, nó sẽ yên tâm đó. Đấy, cái lô sâm này này thì em có thể đếm qua cho mọi người xem. Đây, ví dụ như củ này, mỗi một cái củ cái này thì chúng ta sẽ có khoảng tầm cơ 3 cho tới 4 năm là bắt đầu mới ra được mắt nha mọi người nhé. Đấy, nó sẽ mất một cái quãng thời gian rất là lâu như vậy thì nó mới ra được mắt. Đây, chúng ta sẽ có 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7. Đấy, chúng ta sẽ có khoảng tầm một củ sâm khoảng chục năm. Đấy, khoảng chục năm, hoặc hơn chục năm cũng có. Nhưng mà cái hơn chục năm ấy thì nó là những cái củ mà ngủ ở dưới đất và có những năm sẽ không lên cây, thì cái đấy thì là chúng ta sẽ không tính được. Bởi vì những cái củ sâm này thì là khi mà nó đã lên cây và lá vàng thì bọn em cắt lá thì bọn em mới đào bán củ. Đấy, cái lô này thì nó em đào khoảng tầm cỡ 7 cân và em quay chỗ này thì nó khoảng tầm 3 cân chỗ này. Đấy, còn đâu cái 4 cân kia thì là em cất ra hôm nay thì em bỏ ra để cho quay cho mọi người xem. Em đào vào sáng sớm này và đến chiều thì mới quay được đó. Bởi vì là đến chiều thì mới vận chuyển về đó. Một cái củ sâm này, hàng thì nó sẽ là những cái củ sâm mà dễ tơ đẹp, củ tím thơm
như lúc này này, hiện tại em ngồi ở đây thì mọi người như em ấy thì em sẽ ngửi thấy một cái mùi sâm nó rất là rõ ràng và quen thuộc, một cái mùi sâm rất là đẹp để mà có thể chơi đó. Cái lô sâm này này thì ai có nhu cầu ấy thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0368900889 hoặc số điện thoại 0941632236. Giá thì sẽ rất hợp lý để cho quý cô ba anh chị chơi đó, chứ không phải là hết giá đắt đỏ như thế nào để cho quý cô ba anh chị có thể tiếp cận được cái sâm lai châu đó. Mà nếu ai mà mua khoảng tầm từ 2 tuần trở lên ấy, thì em sẽ tặng mọi người một ít cái lá sâm khô của cái chính cái lô sâm này đó. Khi quả ở đây thì bọn em cắt luôn lá và bọn em sấy, cái lá của nó thì chưa bị vàng thì là bọn em sấy luôn thì nó vẫn xanh, vẫn đẹp và rất là thơm. Bọn em cắt hẳn cái cuống dài đi, bọn em chỉ lấy cái cuống ngắn phần chia thủy lá thôi, thì là như vậy thì là nó sẽ đảm bảo cho cô bác anh chị có thể chơi thoải mái, rất là hay đó, hàng rất đẹp mọi người nhé. Đó, ở đâu thì em sẽ không báo giá trực tiếp ở trên video, bởi vì có những một số mã sâm em cứ báo giá trực tiếp trên video, rất là nhiều người ta đi nhái hàng sâm của em, sau đó là họ bán với một cái giá không tốt hoặc là không phải mã sâm đấy, đâm ra thành ra mất uy tín, rất là không hay đó. Còn đâu thì video xin quay đây thôi, rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi video của em. Kính chúc mọi người ngày mới làm việc vui vẻ, ngủ buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người video sau.